Vâng, xin chào mừng các bác đến với chương trình chia sẻ kỹ thuật của công ty Thúc Tuy Hà Thành ngày hôm nay Và tôi là bác sĩ Thúy Đỗ Thiên Đức Rất vui được gặp lại các bác trong chuyên đề là bệnh tụ huyết trùng ở lợn và nhắc các bệnh này thì chắc hẳn là bệnh khá phổ biến với chăn nuôi lợn hiện nay đúng không ạ và cái bệnh này nó có thể rất dễ nhầm lẫn với cái bệnh như liên cầu khuẩn thì trong cái video này tôi sẽ giúp các bác là tìm hiểu về nguyên nhân bệnh này các triệu chứng cụ thể phân biệt với các bệnh có cái triệu chứng gần giống cách phòng và cách điều trị hiệu quả nhất hiện nay xin mời các bác chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu bệnh tụi trùng lợn vệ tũi trùng ở lợn này thì nó do con vi khuẩn có tên là Pasteurella multocida gây nên đây là một con vi khuẩn làm âm quá nhé. và con vi khuẩn này nó khá bền vững trong môi trường tự nhiên các chất sát trùng thông thường có thể dễ dàng tiêu diệt được vi khuẩn này đó và cái vi khuẩn gây tụ trùng này nó có sẵn ở trong niêm mạc mũi và hạch amidan của con lợn khi môi trường bất lợi như là các yếu tố thay đổi thời tiết hay nhiệt độ và nhiệt độ ẩm không khí trong chuồng nuôi cao ấy, vận chuyển hay là chuyển chuồng rồi là chuồng nuôi bị chật trội quá vân vân cơ thể giảm sức đề kháng và vi khuẩn là cơ hội tăng sinh lên tăng độc lực và gây bệnh cho con lợn ta bệnh lây do vi xuất, bệnh bệnh lây do gia súc bệnh chuyển ngang con gia súc từ gia súc ốm sang gia súc khỏe ấy, qua không khí và tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thức ăn nước uống dụng cụ chăn nuôi này xe cộ chim trời chó hoặc chuột vân vân những động vật và những uh, vật mang và truyền bệnh nhưng mà bệnh này thường nổ ra ở các đàn lợn thịt vũ béo các nhá Đấy, lợn giống mà có tiềm ẩn bệnh xuyễn và những trại có và những trang trại mà có điều, điều kiện chăn nuôi kém nên chăm, chăm sóc chăm sóc nuôi dưỡng cũng kém Đấy. như là nuôi chật trội quá này hàm, hàm lượng khí amoniac ừ, trong chuồng là quá cao này thậm chí có cả những khi thay đổi đột ngột về như ghép đàn này Đấy, vận chuyển hoặc tác động của stress làm làm cho con bệnh này bùng phát lên này và cái triệu chứng của bệnh này là, ở với thể quá cấp tính thì chúng ta thấy là bệnh diễn, diễn biến rất là nhanh và mạnh đó phát bệnh theo cơn trong chu kỳ thì 8 đến 10 giờ một lần Heo sốt rất cao từ 41 42 độ kèm theo các triệu chứng là đỏ mình thở khó heo có thể không nằm được và phải đứng hoặc nhảy lên thành chuồng thở hồng hộc diễn ra liên tục ở trong có hai ba ngày đêm với cái triệu chứng là 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 heo mà không nằm được này thì ở khác với bệnh liên cầu khuẩn bác nhé liên cầu khuẩn lợn vẫn nằm được. Thể quá cấp tính này thì chúng ta lưu ý nữa một số lưu ý nữa là một số con nó bị bệnh chú trùng lợn đấy nó sẽ biểu hiện là ho khả. đấy. hoặc là chảy bọt hoặc là bỏ cái lẫn máu. Nếu mà qua cơn cơn nguy kịch này ấy, thì lợn sẽ lại hạ sốt, cắt cơn và nằm xuống nghỉ ngơi hoặc đi lại ăn uống bình thường và cái chu trì chu, chu kỳ là cứ lặp đi lặp lại khoảng 8 10 10 tiếng một lần. Trong trường hợp phát cơn bệnh đầu tiên mà không được phát hiện và điều trị kịp thời dứt điểm thì hệ con lợn người ta sẽ, có thể bị tử vong. Đấy. Với những cơn phát tiếp theo. Và trước khi chết ấy, lợn thì có biểu hiện là co giật vài cơn, run rẩy và chết. Một vài trường hợp học máu mũi, học máu họng ra toàn thân tím đen với thể cấp tính thì chúng ta cần lưu ý là lợn là sốt cao kém ăn bỏ ăn lợn thở khó thở dốc ngồi như chó thở ngồi thở như kiểu chó đấy dáng con, con chó các bác biết đấy hai chân sau nó ngồi xuống hai chân chống lên à, nghiến răng dãy ruộng lợn nghiến răng dãy ruộng nhé đây dãy ruộng thì ở lên cầu nó cũng dãy ruộng nhưng nghiến răng này thì ở ở lên cầu nó không nghiến răng này mũi họng là có nước có chảy nước ra ho khan từng tiếng vùng hầu mặt xương phù tai và bụng có nhiều mảng tím đỏ Đấy. và có đặc điểm rất là nổi bật này chúng ta cần lưu ý là nó khác tụ trùng nó khác các bệnh khác này khi chúng ta ấn ngón tay cái vào cái vị trí xuất huyết đó trên lưng đó chúng ta ấn một phút ấn dí mạnh ấn một phút Đấy. sau đó chúng ta bỏ tay ra Đấy. mà chỗ mà cái chỗ đó vẫn trắng thì đó là tụ trùng mới nhé đó ấn tay vào lưng chỗ vị trí xuất huyết ấy, một phút đấy dí mạnh ở ấn một phút ngón tay cái xong chúng ta bỏ ra bỏ ra mà cái mà cái chỗ mà chúng ta ấn tay nó vẫn trắng cái da phần da nó vẫn trắng nó không hồng lại nó không hồi lại thì đó là tự trùng đó là một cái đặc điểm rất là nổi bật chúng ta phân biệt qua cái triệu chứng đấy, là kinh nghiệm mà nha rồi chúng ta thấy là niêm mạc mắt tím tái nước mũi chảy ban đầu là sợ thấy thấy là nhờ đục sau lẫn máu còn với thể mãn tính ta thấy là lợn gầy yếu hoa khó thở lúc đầu đi phân táo chuyển sang tiêu chảy trên da có những đám xuất huyết tím bầm đặc biệt là tai bụng mẹ. nếu không điều trị kịp thời thì lợn có thể chết sau một hai tháng bệnh và đây là một số hình ảnh triệu chứng cụ thể mà các bác nhìn thấy đây lợn có biểu hiện là chảy nước chảy nước bọt này miệng chảy nước bọt này Đấy, hầu chúng ta thấy hầu sưng này Đấy, hầu sưng má phì này chảy nước bọt hầu sưng má phị đấy, với cái hiện tượng hầu sưng này thì ở bệnh liên cầu nó cũng, nó cũng có nó cũng có cái hiện tượng này các nhé đây là hiện tượng đây là cái hiện tượng má phị này, lợn má phị ra và lợn thở khó thở dốc đấy, không thể làm được cảm giác đau đớn nằm xuống cảm giác đau đớn nó không thể làm được nó cứ, nó cứ ngồi như kiểu chó ngồi này, thở này đấy, da bụng nhiều mảng tím tái đỏ ứng lên và các bác sẽ quan sát đấy cái phần mông này mông rồi là các phần cẳng chân, queo chân này nó sẽ có những đám xuất huyết như này. Đó là chính là tụi trùng nhé. Mới đầu nó sẽ là, đây các bác sẽ thấy là hiện tượng là hiện tượng mới, Bắt đầu nó sẽ là các điểm khi mà mới bị trong một trong một ngày thì nó sẽ là các điểm lấm chấm đỏ ở phần mông, phần da này. Đấy và đây là bắt đầu bị hai ngày rồi. Đấy bị một ngày nó sẽ, mới bị ví dụ sáng bị chiều chúng ta phát hiện đấy, thì nó nó chỉ là lấm đốm vài chấm thôi nhưng để qua tối đến tối cái là đến sáng sau nó đã, đã, đã nặng ngày rồi nặng ngay rồi đấy thậm chí những con mà chúng ta phát hiện chậm ấy đấy thì chị không kịp thời thậm chí nó nó tím hết ở khu vực mông khoeo chân này đấy từ khoeo chân nó sẽ là xuất huyết từ mông mông xong xuống khoeo chân sau trước xong mới sang khoeo chân trước thậm chí lên cả tay và chân chúng ta thấy con lợn mà bị đũa trùng chân nó rất là phù ra đấy, nó phù ra nó phù to hơn chân nó phù to hơn so với những con lợn bình thường đó. và khi sau quá trình điều trị ba năm ngày ta sẽ thấy là cái những cái uh, vẩy, những cái da mà bị xuất huyết này nó sẽ bong chóc ra bong chóc ra và cái da nó sẽ nó trở lại trạng thái trắng bình thường như của con lợn nếu điều trị khỏi nhưng với phải bác quan sát đây một số con nó bị tai tụ tụ huyết đây đấy phần tai bị tụ huyết thành thành từng từng đám một đây đó và lợn cũng có biểu hiện xương khớp đấy, xương khớp xương khớp và biểu hiện xương khớp này thì uh, với uh, lợn uh, bị liên cầu nó cũng uh, cũng bị xương khớp như này các bạn nhé lưu ý này lưu ý là con lợn mà bị tụ trùng ấy nó cũng có biệt cũng có vài một số con thể có cấp tính nó cũng bị hiện dễ dụa dễ dụa nhưng mà dễ dụa tụ trùng thì nó không dễ dụa như kiểu liên cầu liên cầu thì vừa dễ dụa mà đầu vừa nghiêng nghiêng một bên đầu sẽ nghiêng một bên kiểu gì đầu nghiêng một bên đấy tuy nhiên nếu các bác mà bị nhầm lẫn giữa bệnh tụ trùng là và tiên cầu này thì ở cuối video này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bác cái cái giải pháp điều trị cả hai bệnh này cùng chung một phác đồ luôn. Đấy kể cả, cả cả các bác có nhầm lẫn giữa hai cái bệnh này thì dùng đúng cái thuốc đấy vẫn khỏi nhé Về bệnh tích thì các bác có thể quan sát. Đấy, phổi có hiện tượng là tụ huyết và xuất huyết nặng, đấy, màu đỏ sẫm. Các bác sẽ thấy là phổi tụ xuất huyết tụ huyết nặng tụ, màu đỏ sẫm. Đấy, phổi bị sơ hóa có nhiều điểm ngoại tử màng phổi viêm dính vào lồng ngực màng phổi viêm dính vào lồng ngực tiếp theo là chúng ta thấy là hiện tượng là viêm thủy phổi lớn đấy vùng phổi là bệnh này chúng ta cảm giác rất là rắn chắc đấy, màu đỏ đến từ màu màu đỏ đến màu xám xanh À, phân biệt rõ ràng những vùng phổi với bệnh với phổi và không bệnh, phân biệt rõ ràng giữa hai vùng vùng phổi có bệnh và vùng phổi không bệnh, chúng ta thấy là rất là điển hình luôn. Đấy. Và viêm dính màng phổi với vách ngực chúng ta thấy chất cái chất, cái chất cái viêm trong và mờ, Đấy, khô giúp phân biệt với ip ip thì sẽ sẽ là viêm nhầy các nhé, viêm nhầy có màu vàng, thâm nhiễm fibrin. Nhưng mà bị ở tủ trùng này bệnh tích ở tủ trùng mà cái phổi viêm ấy thì là nó là nó màng phổi với, với vách ngực ấy. chất viên chúng ta thấy thấy phủ lên lên cái 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 phổi là sẽ là mờ Đấy, trong và mờ khô Đấy. trong mờ khô các nhé Đấy, Nó, nó khác hoàn toàn với cả cái với cả cái viêm phổi dính sườn ABP Đấy, viêm phổi dính sườn ABP thì là viêm nhảy có màu vàng Đấy, viêm nhảy có màu vàng và thâm nhiễm của figurine. Đấy, còn cái tụ trùng thì nó không vậy và với cái uh, sát trùng uh, với tụ trùng này chúng ta cũng tôi khuyến cáo các bác sử dụng cái sản phẩm là Hacoxit đây là một dòng sát trùng thẩm thấu các nhé trên hiện trường nó sẽ có cả dòng sát trùng bề mặt và dòng dòng sát trùng thẩm thấu thì khuyến cáo các bác uh, dùng cái dòng phát sản sát trùng thẩm thấu thì ngoài diệt uh, diệt được uh, tụ trùng ra thì nó diệt được cả những con vi khuẩn khác nữa tuy nhiên bệnh tụ trùng này chúng ta có thể cũng có thể dùng cái dạng 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 sát trùng là sát trùng bề mặt được để tiêu diệt được nó Đấy. nhưng tuy nhiên là chúng ta khuyến chúng tôi khuyến cáo các bác là dùng cái dòng sát trùng thẩm thấu để nó tiêu diệt được cả những vi, vi, khuẩn khác nữa vì trong chuồng trại chúng ta nó không phải độc vi khuẩn trong trong tụ trùng đâu mà nó có cả những vi khuẩn khác nữa gây bệnh nữa nó chỉ chờ cơ thể yếu nó bùng phát lên gây bệnh thôi vì vậy chúng ta hãy lựa chọn cái sản phẩm là sát trùng thẩm thấu thì trên màn hình các bác là cái sản phẩm là hacoxit là một dạng sát trùng thẩm thấu nhé Đấy, các bác pha chung là 3 c với một lít nước cho nó phun cho toàn chuồng trại chúng ta và phòng bệnh với bệnh này như nào phòng bệnh thì khuyến cáo các bác sử dụng cái cặp kháng sinh là amoxicillin các bác uh, dùng sử dụng kháng sinh trộn phòng với lợn sau cái sữa để phòng bệnh thì tuần đầu các bác sử dụng như tôi là amoxicillin với liều là một cân cho 70 tấn thị trọng dùng ba ngày liên tục sau đó là cứ hai tháng dùng lại sau đó cứ một tháng dùng lại hai ba đợt cái này Đối với nái mà trước khi đẻ và sau khi đẻ trong suốt và trong suốt thời gian nuôi con bú ấy, thì khuyến cáo các bác sử dụng cái cái sản phẩm Amoc Lab này Amoc Lab là sản phẩm amoxicillin nhé? các bác có thể sử dụng nhờn của, 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 của công ty hà thành đó thì với nái mà, mà trước khi đẻ và nái nuôi con thì các bác sử dụng cái cái Amoc Lab này hay còn có tên là Promocin 15% này còn lợn lợn con sau cái sữa thì các bác sử dụng với tôi là cái Amoxicone để trộn phòng định kỳ nó và cái sau đó cứ cách là một tháng ta dùng lại hai ba ba đợt cho tôi và với điều trị với bệnh này thì uh, chúng tôi khuyến cáo các bác ấy là sử dụng cái chúng tôi sẽ cung cấp cho các bác các phác đồ mà điều trị được cả bệnh tụ trùng và điều trị được cả bệnh liên cầu khuẩn thậm chí cả viêm da Đấy. khi các bác có chẩn đoán nhầm giữa tụ trùng và liên cầu khuẩn thì chúng tôi hướng các bác sử dụng cái phác đồ này thì điều trị được cả hai cái bệnh này luôn kể cả các bác có có chẩn đoán nhầm chăng nữa thì vẫn điều trị khỏi không nhé thì phát đồ là như nào thì nhất chúng tôi có có hai phát đồ nhất là phát đồ một thì đầu tiên là lợn có hiện tượng là viêm sưng này sốt này chúng ta phải cần phải vừa phải, phải hạ sốt kháng viêm và tăng lực cho con, con lợn thì sử dụng cái sản phẩm là ht aflucin này đó ht này thì các bác đây là, đây là một dòng hạ sốt là tác dụng nhanh và kéo dài cách ngày bác tiêm phải lần thôi nên tiêm hạ dòng hạ sốt này rất là nhàn bác nhé một c được 25 cân thể trọng và butasan này là chính là sản phẩm tăng lực cái thuốc tăng lực tiêm cho nó để cho con lợn nó phục hồi thể lực lại đó thì các bác có thể pha chung hai cái này với nhau bác tiêm ở bên tai một, bên tai các bác tiêm cái butafen này Đấy, với liều là một c cho 15 cân Đấy, với, với, với lợn con và lợn trưởng thành là một c cho 10 cân đó lưu ý cái butafen này là sản phẩm mà chúng tôi pha theo công thức của pháp bác nhé nên là các bác phải tiêm với lợn con các bác tiêm tôi là một c 15 cân còn lợn to thì các bác tiêm tôi là một c 10 cân Đấy các bác có thể tiêm sáng chiều sáng là tiêm kháng sinh chiều tiêm hạ sốt thuốc bổ hoặc có thể tiêm hai tay tùy các bác sắp xếp cái, 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 thời gian tiêm phát đồ 2 các bác uh, có thể sử dụng là các bác dùng sản phẩm HTA Fluoxin kết hợp với Butasan để chúng ta tiêm hạ sốt và tăng lực và đồng thời chúng ta sử dụng kháng sinh điều trị là Cetiosol có thành phần là Cetiofur 10% kết hợp với cả axit clavulanic là chất chống nhận thuốc hay chúng ta còn có thể gọi là xét chống nhờn Cep 10 chống nữa nhé bác đồ thứ ba các bác sử dụng là các bác sử dụng là cái Lab, hoặc là hồng đấy, đấy đây là một sản phẩm rất là nổi tiếng của công ty hà thành đấy là một kháng sinh điều trị có bổ sung axit carbolic và đồng thời một bên các bác tiêm là tôi là cái hạ sốt ampiclox đấy một bên tiêm uh, Amok chống nhờn một bên tiêm am Afluxin. và các bác sử dụng hai xi lanh khác nhau đấy hoặc các bác có thể có thể tiêm là sáng chiều đấy, tùy các bác sắp xếp trên đây là toàn bộ những cái cái gì nội dung chúng tôi chia sẻ về bệnh tủ trùng ở lợn rất hy vọng là các bác có thêm cái kiến thức cái trải nghiệm qua cái video này và chúng giúp chúng ta chăn nuôi thành công hơn chúng ta có thể chuẩn đoán được cái bệnh tự trùng ở lợn này và chúng ta không cần quá hoang mang khi mà, mà bệnh tự trùng này có thể nhầm lẫn những bệnh khác thì chúng tôi đã cung cấp cho các bác các giải pháp ở mà trên màn hình các bác có thể, có thể thấy đó là biotafen hoặc là septisol các bác dù nó là lợn bị liên cầu hay tự trùng hay viêm da các bác có nhầm lẫn những cái bệnh đó với nhau thì chúng ta vẫn điều trị cái bệnh với cái, cái dòng thuốc này vẫn khỏi các bác nhé đó và nếu các bác thấy video này hay và bổ ích hãy like và chia sẻ cái video này cho những bạn bè của mình và đừng quên ấn nút chuông ở phía dưới màn hình để đăng ký kênh youtube của công ty thúy hà thành và sau khi mà các bác đăng ký kênh thành công xong thì mỗi lần chúng tôi đăng video lên các bác sẽ là người đầu tiên nhận nó những video đó trên màn hình điện thoại của, của chính mình mà không cần phải truy cập đâu cả và xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo